Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Nhân duyên tốt đẹp thể hiện ở đâu? Trên khuôn mặt. Nhìn tướng mặt mỗi người có thể đoán biết đôi điều về tính cách, nội tâm cũng như các mối quan hệ xã giao, nhân duyên tốt hay xấu. Vậy nhân duyên tốt đẹp thể hiện ở đâu? Trên khuôn mặt. Mời các bạn hãy cùng theo dõi qua video sau đây. 1. Hai má hồng hào. Khi xem bói tình duyên qua tướng mặt thì nữ giới có sắc mặt hồng hào, nhất là đôi má chốc chốc lại ửng hồng thì rất vượng đào hoa, nhân duyên tốt lành, được nhiều người yêu mến. Khi bà tiếp xúc với cô nàng này không chỉ ấn tượng bởi cách ăn nói dễ nghe mà còn có những cử chỉ, hành động vô cùng tinh tế, khéo léo. Dù chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ, bạn có thể có cảm giác như đã quen từ rất lâu, khá yên tâm để có thể cùng nhau trải lòng về những vấn đề trong cuộc sống. 2. Sắc môi sáng, răng trắng. Đôi môi căng mịn, sắc môi hồng hào, sáng bóng cũng là một trong nét đẹp thường thấy ở những cô gái có nhân duyên hữu hảo. Nếu kết hợp thêm hàm răng trắng bóng đều đặn, không những phần đào hoa tốt mà còn cả tài lộc sự nghiệp đều viên mãn. Chủ nhân của nét tướng này có số đại phúc gặp họa không chết, biến nguy nan thành cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Vận quý nhân của họ cũng sáng, hễ gặp khó khăn, có người tới trợ giúp, dễ dàng gặt hái được thành công. 3. Khuôn mặt thuôn dài. Đặc điểm của khuôn mặt thuôn dài là phần trên tròn và nhọn dần về phần dưới, nhìn thanh tao, quý phái. Khi xem bói tình duyên qua tướng mặt thì cho thấy đây là khuôn mặt hưởng nhiều nhân duyên tốt đẹp. Đa phần quý cô có khuôn mặt thuôn dài đều rất ưa nhìn nên không khó cho việc tạo thiện cảm với người đối diện. Vì thế, nhân duyên khác giới của họ cực tốt, đi tới đâu cũng dễ dàng gây sự chú ý và được mọi người yêu mến. 4. Mắt to, có thần sắc. Nếu đôi mắt mà to lại có thần sắc thì mọi người nhìn vào cảm thấy sự hồn nhiên trong sáng và rất đáng tin cậy. Người phụ nữ có tướng mắt như vậy thường vượng vận đào hoa, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, dễ dàng thu hút đối tượng khác giới. Nhìn chung, tình yêu nhân của người này đều rất thuận lợi, ít gặp phải sóng to gió lớn. Hễ đã yêu là nghĩ ngay tới chuyện lập gia đình, sống thủy chung một lòng, không phải ai phàn nàn về bất cứ điều gì ở họ. 5. Điểm danh nốt ruồi cực duyên trên khuôn mặt. Chủ nhân của những tướng nốt ruồi này có nhân duyên tốt, đi tới đâu cũng có người theo đuổi. A. Trên cung phu thê có nốt ruồi. Trong 12 cung tướng mặt, cung phu thê còn gọi là cung tình cảm. Nó nằm ở vị trí cạnh đuôi hai mắt. Cung này cho biết mối quan hệ giữa vợ chồng có hòa hợp hay không, hôn nhân có thuận lợi hay sóng gió. Cung phu thê đầy đặn, sáng sủa, chứng tỏ nhân duyên tốt, tình cảm thuận lợi, hôn nhân viên mãn. Ngược lại, nếu cung này khuyết hãm, nhiều nếp nhăn ngang dọc, cho thấy tình cảm trắc trở, tỷ lệ ly hôn cao. Trong trường hợp trên cung phu thê có nốt ruồi, dù là nam hay nữ, nhân duyên khác giới rất tốt, dễ được mọi người yêu mến, nhiều vệ tinh vây xung quanh. Ngoài ra, nốt ruồi này còn cho thấy chủ nhân thuộc tiếp dễ thay đổi tình cảm, cuộc sống sau nhân có thể xuất hiện người thứ ba xen ngang phá hoại gốc gia đình. Do đó, bạn cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. B. Nốt ruồi ở bầu mắt. Bầu mắt là vị trí nằm ngay dưới lông mày. Đây là một trong nốt ruồi duyên trên khuôn mặt. Chủ nhân của tướng nốt ruồi này có tâm hồn trong sáng, thích khám phá điều mới lạ. Trong tình yêu, họ không mấy kiên trì bởi vì xung quanh có nhiều sự lựa chọn. Người này có nhân duyên tốt, làm gì hay đi tới đâu cũng được người yêu mến, giúp đỡ. Nhưng vì cảm xúc dễ thay đổi hay bị tác động bên ngoài ảnh hưởng nên họ khó tránh được việc vướng vào các mối tình phức tạp, thậm chí có điều nhiều tiếng thị phi. C. Nốt ruồi trên môi. Người có nốt ruồi trên môi, ngoài việc có tài ăn nói, linh hoạt, nhân duyên rất tốt và được nhiều người khác giới mến mộ. Dù là nam hay nữ, nếu sở hữu tướng nốt ruồi này, bạn khó có thể kiểm soát tốt tình cảm của mình, dễ bị ngoại cảnh tác động. Trong tình yêu, bạn hành động theo trái tim nhiều hơn là lý trí. Do đó, khi tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, bạn sẵn sàng rút áo ra đi để tìm niềm vui mới. Nếu không tiết chế bản thân, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ gặp rất nhiều sóng gió, thậm chí còn xuất hiện tình trạng ngoại tình.
Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.